Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến khu vực này từ 60 đến 180mm, có nơi trên 250mm. Vào chiều tối ở Thanh Hóa, Bắc Nghệ An, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông. Một vài nơi mưa to với lượng mưa 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Mưa to ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 11. Cũng do mưa to liên tục nên trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ. Bên cạnh đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập lụt ven sông. Trong khi đó, Nam Bộ còn chịu ảnh hưởng của triều cường rằm tháng 9 âm lịch nên khả năng mưa kết hợp triều cường gây ngập rất cao. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau: phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 27 đến 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, cao nhất là 26 đến 29 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, cao nhất là 26 đến 29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 29 đến 32 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất là 20 đến 23 độ C, cao nhất 29 đến 32 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất là 33 độ C.